Tôi trả lời xong câu hỏi. Và tới câu tiếp theo. Trong lễ dân y Cá Thí Ná, con thấy có một sư dân lên nhận y Cá Thí Ná và hai vị hòa thượng tụng cùng vị trụ trì của chùa lễ bái Thế Tôn. Biết là khi vị sư này y cũ rách nhưng hiện nay sẽ không có vấn đề y rách cũ. Nhờ sư giảng vị ấy đạt tiêu chuẩn nào mà nhận y Cá Thí Ná? Và sau khi nhận y thì phải làm gì với tấm y Cá Thí Ná? Phật tử có phân biệt được sự khác biệt khi vị sư thọ tấm y Cá Thí Ná hay không? Rồi. Để trả lời câu hỏi này đó, sư sẽ mở cái tạng luật ra để cho quý vị xem. Pali Việt. Đây là trang của ngài Chánh Thân. Không nhớ nằm trong đại phẩm hay tiểu phẩm. Đây Cá Thí Ná. Rồi thì đây này, cái này là cái sự cho phép của Đức Thế Tôn trong tạng luật ha. Này này các tỳ kheo, ta cho phép thành tựu Cá Thí Ná đến các tỳ khưu đã sống qua mùa an cư, là sống qua mùa mưa đó. Rồi có nghĩa là điều kiện để thành tựu Cá Thí Ná là vị tỳ kheo ở chú xứ đó đã an cư kiết hạ 3 tháng, chứ không phải là vị đó có y cũ rách thì vị đó mới được thọ Cá Thí Ná ha. Có nghĩa là dù cho y vị đó không cũ rách đi nữa, chỉ cần vị đó ở chú xứ đó được 3 tháng an cư, 3 tháng an cư đúng từ tháng 6 tới tháng 9 thì vị đó được phép thọ y Cá Thí Ná ha. Đây rồi, và đây nè, vải vải Cá Thí Ná bây giờ là y đó đã được phát sanh đến hội chúng, nếu thời điểm thích hợp cho hội chúng nên trao vải Cá Thí Ná này đến vị tỳ kheo tên như vậy để thành tựu Cá Thí Ná. Có nghĩa là như tôi nói, vị đó không cần phải bị y hư cũ gì hết, mà chỉ cần vị đó thọ vị đó ở 3 tháng an cư mùa mưa thôi đó. Thì ngoài ra đó, ngoài ra nếu Cá Thí Ná đã được thành tựu đúng đắn và vị tùy hỷ việc ấy đứng trong ranh giới như vậy, Cá Thí Ná được thành tựu này các tỳ kheo, như thế là Cá Thí Ná được thành tựu. Có nghĩa là cái vị, ngoài cái vị mà trực tiếp thọ y Cá Thí Ná đó, thì những vị cùng an cư 3 tháng mùa mưa, mặc dù các vị đó không có thọ trực tiếp như thế, nhưng khi mà các vị đó đứng ở trong ranh giới trong Sima đó, vị đó tùy hỷ ha, vị đó tùy hỷ thì vị đó cũng thành tựu Cá Thí Ná luôn. Cho nên là khi đó hai vị hòa thượng là chỉ cho một vị là làm lễ thôi, còn các vị khác xung quanh là tùy hỷ, chứ không phải là tất cả các vị trong chùa là đều phải lên thọ y Cá Thí Ná thì không cần. Đấy rồi, đấy thì sư nói không cần y phải rách cũ ha, thứ hai là tiêu chuẩn ha. Thì sau khi nhận y thì phải làm gì với tấm y Cá Thí Ná? Thì sau khi nhận y đó thì vị đó để coi, làm y như là khi mà thọ. Quý vị nếu mà quý vị có theo dõi tăng sự thì quý vị biết rồi. Thứ nhất là chư tăng phải tụng tuyên ngôn. Cái thứ hai là vị đó phải đánh dấu y cũ, đánh dấu y mới, là binh đú đó, đánh dấu y mới và sau đó xả y cũ, nhận y mới đắp vào đó. Nguyện đương nhiên là nguyện nguyện cái y mới
á, và sau đó là chư tăng, những vị tỳ kheo mà cùng nhập hạ trong cái ngôi chùa đó, trong chú xứ đó đó, các vị đó anumodama đó, thì như thế là cái việc mà phải làm đối với Kathina. Và có phân biệt được sự khác biệt khi vị thư sư thọ tấm y Kathina hay không, thì thứ nhất là bản thân cái tấm y đó đó thì về cái chất liệu thì nó cũng không có khác gì những tấm y khác, nhưng mà khi mà vị đó thọ y đó thì vị đó được phước đâu rồi nãy sư có nói đây nè, năm điều này sẽ được cho phép đó, là đi ra đi, khi mà đi khỏi chú xứ đó vị đó không cần phải thông báo, trước đó khi đi đâu thì phải báo đó, thì khi mà nhận cái thi ná thì đi không cần phải thông báo, thì khi mà đi không cần phải mang theo đủ ba y đó, có nghĩa là bình thường đó, bình thường nếu mà đi đâu á là phải đem đủ ba y theo, không có được để y cách đêm đó. Rồi thọ thực chung nhóm được sử dụng nhiều y theo nhu cầu, có nghĩa là y phụ trợ được dư, y dư nhiều được thoải mái đó, và sự phát sanh về y tại nơi đó sẽ là của các vị đấy, có nghĩa là những cái y mà thí chủ quý vị mà dân mà đội lên đầu dân y cách thí ná đó là sẽ thuộc về những vị tỳ kheo an cư 3 tháng ở cái trú xứ đó, còn những cái vị khác mời tới thì chỉ là khách thôi, các vị đó không có được nhận cái y đó, mà các vị đó chỉ là khách tới dự thôi. Thì đó là cái sự khác biệt ha. Rồi.